Nhiệt liệt chào mừng các em, chúc các em có một giờ học tốt. Hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu bài đầu tiên của chương trình Địa lý 8. Trước khi bước vào chương trình Địa lý 8, chúng ta cùng nhau trả lời một số câu hỏi. Trên thế giới có mấy châu lục? A. 3, B. 4, C. 5 và D. 6. Câu trả lời chính xác đó là câu D. 6 châu lục. Châu lục có diện tích lớn nhất? A. Châu Mỹ, B. Châu Phi, C. Châu Âu và D. Châu Á. Và câu trả lời chính xác đó là câu D. Châu Á. Theo em, đâu là đặc điểm chính của địa hình châu Á? A. Có nhiều núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và đồng bằng rộng lớn nhất thế giới. B. Các núi và sơn nguyên phân bố ở rìa lục địa. Trên núi cao có băng hà phủ quanh năm. C. Các dãy núi châu Á nằm theo hướng đông tây. D. Có nhiều núi, sơn nguyên và đồng bằng. Và câu trả lời chính xác đó là câu A. Có nhiều núi, sơn nguyên, cao, đồ sộ và đồng bằng rộng lớn nhất thế giới. Việt Nam thuộc khu vực nào của châu Á? A. Tây Nam Á, B. Trung Á, C. Tây Á và D. Đông Nam Á. Và câu trả lời chính xác là câu D. Đông Nam Á. Cô xin nhắc lại nội dung kiến thức chương trình Địa lý 7 mà các em đã được tìm hiểu về một số nội dung như là chương trình Địa lý 7 tìm hiểu thiên nhiên và con người ở các châu lục, điển hình là châu Âu, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực và châu Mỹ. Thì đối với chương trình Địa lý 8 phần 1, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thiên nhiên và con người ở các châu lục mà điển hình đó chính là châu Á. Và phần 2 của chương trình Địa lý 8 là chúng ta sẽ tìm hiểu địa lý Việt Nam, nhưng nội dung chủ yếu về mặt tự nhiên. Để hiểu rõ hơn về châu Á, thì cô và các em sẽ tìm hiểu bài đầu tiên, bài số 1. Phần 1 Thiên nhiên và con người ở các châu lục. Chương 11 Châu Á. Châu Á là châu lục rộng lớn nhất, có điều kiện tự nhiên phức tạp và đa dạng. Tính phức tạp và đa dạng đó được thể hiện trước kết quả cấu tạo địa hình và sự phân bố khoáng sản. Để hiểu rõ hơn về điều này, cô và các em sẽ tìm hiểu bài 1 vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản châu Á. Các em quan sát vào quả địa cầu, hãy kể tên cho cô các lục địa trên thế giới. Đó là lục địa Bắc Mỹ, lục địa Nam Mỹ, lục địa Phi, lục địa Á Âu, lục địa Australia và lục địa Nam Cực. Vậy thì qua đó các em có thể thấy và quan sát được các lục địa. Các em cho biết châu Á chúng ta thuộc lục địa nào? À, quá dễ dàng phải không nào? Châu Á là một bộ phận của lục địa Á Âu. Vậy thì lục địa Á Âu nằm ở bán cầu nào, hoặc nói cách khác, châu Á nằm ở bán cầu nào của trái đất? Để xác định được châu Á nằm ở bán cầu nào của trái đất thì chúng ta phải xác định được đường xích đạo, vì đường xích đạo là ranh giới giữa Bắc và Nam bán cầu. Xác định được đường xích đạo, ta sẽ thấy được châu Á nằm ở Bắc bán cầu hay Nam bán cầu. Trên đường xích đạo là Bắc bán cầu, dưới đường xích đạo là Nam bán cầu. Vậy thì qua đây ta có thể thấy được rằng châu Á nằm hoàn toàn ở Bắc bán cầu. Để biết rằng châu Á rộng lớn như thế nào thì cô và các em sẽ tìm hiểu diện tích của châu lục này. Các em quan sát vào sách giáo khoa trang số 4 kết hợp với bảng diện tích của các châu lục thì cho cô biết diện tích đất liền của châu Á rộng bao nhiêu km vuông. Đọc tư liệu trong sách giáo khoa,
chúng ta thấy diện tích đất liền của châu Á rộng khoảng 41,5 triệu km vuông. Vậy thì nếu tính cả diện tích các đảo phụ thuộc thì diện tích châu Á là 44,4 triệu km vuông. Để chứng minh cho điều cô vừa nói, các em quan sát lược đồ, thấy điểm C và điểm D. Điểm C tượng trưng cho phía Tây, điểm D tượng trưng cho phía Đông châu Á. Hay nói cách khác, người ta gọi là bờ Tây và bờ Đông của châu Á. Từ điểm C đến điểm D, người ta nói đây là chiều rộng từ bờ Tây đến bờ Đông, nơi lãnh thổ rộng nhất châu Á, với chiều rộng lên đến 9.200 km, còn chiều dài của châu Á thì 8.500 km. Vậy qua đó, ta sẽ thấy châu Á là một châu lục rộng lớn nhất trên thế giới. Vậy thì châu lục rộng lớn này tiếp giáp với các đại dương và các châu lục nào? Thì các em tiếp tục quan sát hình 1.1, lược đồ vị trí địa lý trên địa cầu. Các em cho biết vị trí địa lý tiếp giáp với các châu lục nào? Về mặt giới hạn ở trên đất liền, châu Á tiếp giáp với hai châu lục, châu Âu và châu Phi ở bên phía Tây. Vậy thì tiếp giáp với các đại dương nào? Đó là tiếp giáp với đại dương đầu tiên phía Bắc là Bắc Băng Dương. Phía Đông tiếp giáp với đại dương thứ hai là Thái Bình Dương. Ở phía Nam tiếp giáp với Ấn Độ Dương. Vậy thì ngoài ra chúng ta có thể nói thêm ở bên phía Tây châu Á còn có thể tiếp giáp với biển Địa Trung Hải. Vậy thì tóm lại, về mặt giới hạn châu Á tính từ trên phần đất liền thì chúng ta sẽ tiếp giáp với ba đại dương: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Ngoài ra ở phía Tây tiếp giáp với châu Âu và châu Phi. Từ những đặc điểm nêu trên, các em có thể rút ra những nhận xét về vị trí địa lý và kích thước của châu Á như sau. Châu Á là một bộ phận của lục địa Á-Âu, diện tích đất liền rộng 41,5 triệu km vuông, nếu tính cả đảo rộng 44,4 triệu km vuông. Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới, nằm kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo. Lãnh thổ châu Á trải rộng phần lớn phía đông của Bắc Bán Cầu. Do đó, tự nhiên châu Á phức tạp và đa dạng. Những đặc điểm vị trí địa lý, kích thước và lãnh thổ châu Á có ý nghĩa rất sâu sắc là phân hóa khí hậu và cảnh quan tự nhiên đa dạng, thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ Duyên Hải vào nội địa. Và để hiểu rõ hơn về châu Á, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu phần số 2, đặc điểm địa hình và khoáng sản. Các em quan sát vào hình 1.2, lược đồ địa hình khoáng sản và sông hồ của châu Á. Các em hãy xác định cho cô châu Á có những dạng địa hình nào. Sau khi quan sát xong hình 1.2, thì các em có thể dễ dàng xác định được ở châu Á có 3 dạng địa hình chính. Địa hình thứ nhất là núi cao, thứ hai là sơn nguyên, thứ ba là đồng bằng. Sau khi xác định xong các dạng địa hình, thì thông thường ở trên lớp, cô sẽ cho các em hoạt động thảo luận nhóm. Các em có thể dựa vào hình 1.2 sách giáo khoa trang 5, thì các em có thể xác định tên các dãy núi, các sơn nguyên, các đồng bằng và sự phân bố những dạng địa hình đó. Phân bố những khu vực nào thì các em có thể hoàn thành bảng sau. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ các em, quan sát hình 1.2, lược đồ địa hình khoáng sản và sông hồ của châu Á, cô sẽ hướng dẫn cho các em khai thác kiến thức từ lược đồ.
Khi quan sát và đục vào lược đồ thì điều đầu tiên các em nên làm là đọc tên lược đồ. Thứ hai là nhìn vào phần chú giải để biết lược đồ thể hiện những đối tượng nào. Qua phần chú giải thì các em sẽ thấy được góc bên trái của các em thể hiện dạng địa hình như đồng bằng, sơn nguyên, các dãy núi chính. Đầu tiên chúng ta sẽ đi kể tên và nơi phân bố của các dãy núi. Các dãy núi các em có thể dễ dàng thấy được ngoài chữ D là ký hiệu có các gạch ngang như Himalaya, Thiên Sơn, Côn Luân, Altai và một số dãy núi khác như Đại Hưng An. Qua đó ta thấy rằng các dãy núi này có đặc điểm là cao. Các em quan sát ở một số dãy núi thì nó có hình tam giác nhỏ, đó là người ta cho độ cao của một số đỉnh và có nhiều đỉnh núi có độ cao trên 5.000 mét. Và các dãy núi này phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm. Tiếp đến là sơn nguyên. Sơn nguyên thì có các sơn nguyên Trung Siberia, sơn nguyên Tây Tạng, sơn nguyên Arab, sơn nguyên Iran và sơn nguyên Deccan. Các sơn nguyên này đa phần thì tập trung chủ yếu ở vùng phía tây nam của châu lục và đặc điểm của nó là cao và đồ sộ, các em có thể dễ dàng thấy được. Thứ ba là địa hình đồng bằng. Ở đây có thể kể tên một số đồng bằng: đồng bằng Turan, đồng bằng Lưỡng Hà, đồng bằng Ấn Hằng, đồng bằng Tây Siberia, đồng bằng Hoa Bắc, đồng bằng Hoa Trung, đồng bằng sông Mekong. Và các đồng bằng này thường rộng lớn, phân bố tập trung chủ yếu ở ven biển hoặc gần các con sông lớn. Ví dụ, đồng bằng Lưỡng Hà phân bố ở gần sông Tigre và Euphrates. Đồng bằng Tây Siberia được phân bố gần sông Obi, đồng bằng Ấn Hằng gần sông Ấn và sông Hằng, đồng bằng Hoa Bắc gần sông Hoàng Hà, đồng bằng Hoa Trung thì gần sông Trường Giang. Đây là bản thảo luận hoàn chỉnh. Bạn nào mà chưa theo kịp ở phần lược đồ thì có thể điền lấy thông tin trên bảng này. Ở bảng này có thể giúp các em hoàn chỉnh, điền đầy đủ thông tin vào phiếu học tập của mình. Các em quan sát một số hình ảnh. Cô giới thiệu với các em một số dạng địa hình núi nổi tiếng ở châu Á là dãy Himalaya. Dãy Himalaya là dãy núi cao nhất trên trái đất và là nơi của 14 đỉnh núi cao nhất trên thế giới. Các đỉnh cao trên 8.000 mét gồm có đỉnh Everest. Đỉnh Everest cao 8.848 mét được mệnh danh là nóc nhà của thế giới. Ngoài ra các em còn có thể quan sát thấy được hình ảnh phía dưới là núi Phú Sĩ nằm trên đảo Honshu, là ngọn núi cao nhất Nhật Bản với độ cao 3.776 mét và đứng thứ 7 trên thế giới. Đây là ngọn núi lửa dạng tầng đã ngưng hoạt động. Ngoài ra, cô còn muốn giới thiệu với các em một số dạng địa hình khác chủ yếu của châu Á, ví dụ như là sơn nguyên. Sơn nguyên ở đây là sơn nguyên Tây Tạng của Trung Quốc. Sơn nguyên Tây Tạng Trung Quốc là một trong những vùng đất rộng lớn cao nhất Trung Á cũng như trên thế giới, với độ cao trung bình 4.500 mét so với mực nước biển, được mệnh danh là mái nhà của thế giới. Diện tích khoảng 2,5 triệu km vuông. Tiếp theo là sông Trường Giang, Trung Quốc. Sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử, dài khoảng 6.385 km, là con sông dài nhất châu Á, đứng thứ 3 trên thế giới. Tiếp tục là đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng rộng lớn nhất của Việt Nam, với diện tích là 40.000 km vuông. Đồng bằng này là đồng bằng phì nhiêu nhất
Đông Nam Á và thế giới, là một vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, là vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất của Việt Nam. Để giúp các em hiểu rõ hơn đặc điểm của các dạng địa hình châu Á, thì cô và các em so sánh lược đồ tự nhiên châu Á với lược đồ tự nhiên châu Âu. Thì chúng ta thấy được rằng, sau khi quan sát hai hình ảnh về hai đặc điểm địa hình, các em có thể thấy được rằng địa hình châu Âu sẽ như thế nào. Phần lớn 2/3 diện tích sẽ là đồng bằng, phía Bắc núi già, phía Nam là núi trẻ. Nhìn lại lược đồ tự nhiên châu Á, thấy rằng núi phân bố tập trung chủ yếu ở trung tâm, sơn nguyên tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nam châu Á. Đồng bằng thì tập trung chủ yếu ở ven biển. Các em thấy được các dạng địa hình có sự phân bố khác với lại châu Âu đúng không các em? Tiếp tục so với lược đồ tự nhiên châu Mỹ, thì lược đồ tự nhiên châu Mỹ ở phía Tây chủ yếu là núi, ở giữa là các đồng bằng, phía Đông là các sơn nguyên. Ở đây các em sẽ thấy sự sắp xếp các dạng địa hình lồng máng. Còn châu Á của chúng ta thì lãnh thổ có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ. Chúng ta có thể rút ra kết luận nhận xét về đặc điểm địa hình của châu Á như sau. Lãnh thổ có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ, tập trung ở trung tâm, chạy theo hai hướng chính và nhiều đồng bằng rộng, nằm xen kẽ nhau, làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp. Về khoáng sản thì các em tiếp tục quan sát hình 1.2 lược đồ địa hình khoáng sản sông Hồ, châu Á. Các em hãy cho cô biết châu Á có những loại khoáng sản chủ yếu nào. Bạn nào thắc mắc chúng ta có thể nhìn ở góc bên phải lược đồ, kể tên được các loại khoáng sản là than, sắt, đồng, chrome, khí đốt, dầu mỏ, mangan. Nhưng khu vực nào tập trung nhiều dầu mỏ và khí đốt nhất các em? Chúng ta sẽ thấy hai khu vực tập trung nhiều dầu mỏ khí đốt nhất là khu vực Tây Nam Á và khu vực Đông Nam Á. Ở đây là hai khu vực tập trung nhiều dầu mỏ nhất của châu Á. Vậy em có nhận xét gì về khoáng sản châu Á? Ta thấy khoáng sản châu Á như thế nào các em? Phong phú và đa dạng, trong đó quan trọng nhất là dầu mỏ và khí đốt. Vậy thì chúng ta có thể chốt lại như sau. Về khoáng sản, phong phú có trữ lượng lớn, quan trọng nhất là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, chrome, kim loại màu. Chúng ta sang hoạt động luyện tập của bài học ngày hôm nay. Cô hệ thống lại kiến thức bài học ngày hôm nay bằng sơ đồ tu di. Thứ nhất về vị trí địa lý và kích thước ở nửa cầu Bắc là một bộ phận của lục địa Á Âu, diện tích khoảng 41,5 triệu km², lãnh thổ trải rộng từ xích đạo đến vùng cực. Thứ hai là địa hình, nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới. Các dãy núi chạy theo hai hướng chính, đông, tây và bắc nam, chia cắt phức tạp. Thứ ba, khoáng sản, phong phú, đa dạng, có trữ lượng lớn. Chúng ta sang hoạt động vận dụng của bài học ngày hôm nay. Câu hỏi, đặc điểm vị trí địa lý kích thước của châu Á có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với sự hình thành khí hậu? Trả lời, vị trí lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo làm cho lượng bức xạ mặt trời phân bố không đều, hình thành các đới khí hậu thay đổi từ Bắc đến Nam. Thứ hai, kích thước lãnh thổ rộng lớn làm cho khí hậu phân hóa thành các kiểu khác nhau, khí hậu ẩm ở gần biển và khí hậu lục địa khô hạn ở vùng nội địa. Chúng ta sang phần tìm tòi hướng dẫn học tập. Các em học bài làm bài tập 3 sách giáo khoa trang 6 cùng với người thân nghiên cứu sưu tầm các hình ảnh video tài liệu về thiên nhiên châu Á. Chuẩn bị bài mới bài số 2 khí hậu châu Á theo gợi ý sau. Thứ nhất, khí hậu châu Á phân hóa như thế nào?
Thứ hai, phổ biến là các kiểu khí hậu nào. Thứ ba, đặc điểm và sự phân bố của các kiểu khí hậu đó. Thứ tư, liên hệ khí hậu Việt Nam. Sưu tầm tài liệu tranh ảnh về các hiện tượng khí hậu thời tiết ở châu Á. Tiết học kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em vui và học giỏi.